Cô Vũ. Bạn cô Vũ. Vậy thì chưa? Vậy thì rồi. Vậy thì hơn mong đợi luôn, không thấy hả? Ồ, hèn chi cái mặt học sinh mà cái tướng như phụ huynh vậy. Ôi trời ơi, này nha. Nhỏ đó hả? Tiểu thư, chảnh chè, nhìn không mua nổi. Mấy bạn đang nói mình đó hả? Ừ, đang nói bà đó. Rồi sao? Oanh, em biết tin gì chưa? Hôm nay trên trường đang lập hội anti em đấy. Giờ em có luôn nguyên hội anti luôn rồi hả? Qua sự việc này, chúng ta thấy tập thể lớp không có đồng lòng. Và thầy thấy một số người ao vui theo làm bé mặt Hoàng Oanh, trong khi cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn. Tôi nói rồi, đừng có làm chuyện đó. Giờ mà thầy với mọi người mà biết á, tôi với bà mặt mũi rồi nữa mà nhìn mọi người. Năm nay lớp chúng ta sẽ tham gia hội thảo. Thầy đề nghị Hoàng Oanh làm đội trưởng đội cổ vũ. Các bạn có đồng ý không? Thầy, nếu em làm đội trưởng thì thầy phải làm đội phó. Như vậy thì em mới làm. Thầy, thế em làm đội phó cùng anh cho. Con em xinh quá à. Em, trời ơi, tôi đâu có biết gì đâu. Không biết gì đâu hả? Không biết nè. Một tuần lễ. Dạ ba. Không được. Nhưng mà con qua nhà bạn gái ở mà. Tóm lại là không được. Không được con cũng đi. Quên. Tôi nói là bỏ tay ra. Ông Vũ kìa. Anh làm gì? Thả ra, thả nó đi. Con có một cái kế hoạch nào khác để thay thế không? Ba cho bạn con lại nhà con chơi đi. Bạn con tới đây hả? Dạ. Ủa, hôm nay ba nói ba có việc đi mà ba không đi hả? Chưa có chồng mà đã hắt hủi ba vậy rồi đó. Bạn con tới chơi mà ba cứ đi lượn qua lượn lại gì, sao tụi con chơi được? Thôi được rồi, để tôi đi. Ở nhà. Dạ. Coi chừng nó giỡn trò quậy phá. Dạ. Nhiệm vụ của cậu là canh chừng cô chủ cho thật cẩn mật. Dạ. Nếu xảy ra sơ suất, dạ, thì đừng có trách. Dạ, chú cứ yên tâm, cả thế giới để con lo. Tôi dọn hai bà rồi đó nha. Qua nhà tôi thôi mà. Có gì đâu mà phải make up kỹ dữ vậy? Kệ người ta. Có ai nhìn đâu. Ê, trời ơi, làm gì vậy trời? Anh ơi, trời ơi, má em giận á, là không có được để cho đàn ông sờ vô người đâu nha. Ai làm gì em đâu. Cô Vũ. Bạn cô Vũ. Vậy thì chưa? Vậy thì rồi. Vậy thì hơn mong đợi luôn, không thấy hả? Ồ, hèn chi cái mặt học sinh mà cái tướng như phụ huynh vậy. Ôi trời ơi, này nha. Anh này kỳ nha. Em mới kỳ á. Cái này người ta gọi là cái gì? Xúc phạm phụ nữ mới lớn đó. Nhìn nó sai sai, kỳ kỳ sao. Anh, cái gì đang nói chuyện? Anh. Còn em thì sao? Anh. Ngoài này gió nó hơi lạnh á, ớn ớn sao á. Đi vô đây mấy đứa, trúng gió bây giờ đó. Nhanh, đi. Vô. Đi vô. Trúng gió đó. Mẹ cưng nha. Làm gì vậy? Ui, ngứa ngáy khó chịu, nặng á. Chắc phải bỏ ra xíu đi rồi lát bỏ khô. Đúng rồi đấy. Vương víu, khó chịu quá à. Mà công nhận, làm con gái khổ thật đấy. Phải mang bao nhiêu thứ trên người này. Để em đó. Em nói là hai anh không có được gỡ gì trên người ra, biết chưa? Em báo cho hai anh biết nha. Vệ sĩ nhà em hả? Được ba em huấn luyện rất là đặc biệt luôn đó. bước qua cái cổng nhà em. Nhưng mà cũng chưa chắc là đã an toàn đâu. Biết hai anh là con trai hả? Bầm mình là nhẹ đó. Ghê vậy. Sao em không nói trước để anh khỏi qua đây? Ăn chơi kiểu gì mà lạnh hết cả người. Thì đó, bởi vậy nên là em mới kêu là gán nhịn một chút xíu thôi. Ủa? Mà bà Hồng với bà Nhung sao lâu tới quá vậy? Biết. Hai cái bà này thiệt tình. Thôi, hay là mình cứ dọn đồ ăn ra, mình ăn trước thôi. Ừ. Anh đi dọn đồ ăn đi. Ừ. Ừ. Bắt thì leo lên, lẹ lên. Thôi hay là anh đi vô trong trước đi, để em đến đây em đợi bạn em. Ok, thôi vậy cũng được. Vậy anh vô trước nhé. Dạ. Trời hết hồn. Trời ơi, em lo lắm luôn á. Em sợ là hai anh bị bầm á. Bầm sao được mà bầm. Không lo. Có cái ghét. Ủa, rồi bà Hồng với bà Nhung đâu? 30 phút nữa sẽ đến. Thôi vậy thôi, mình đi vô trước đi. Mọi ngày chúng ta tự do. 1, 2, 3, điều hạnh phúc nhất là mỗi khi chờ tỉnh giấc thấy em bên cạnh, đừng ngắm nhìn em cười tươi cho nó vào dưới gối. Rồi nhớ là như thầy mình đúng không? Trời ơi, đỉnh quá vậy. Đỉnh quá. Trên môi gần lại bên ai, gần lại để thấy trái tim không xa vời. Rồi ông thầy ông ấy ở ngoài trông đụt đụt mà lên sân khấu trông đỉnh phết, không sang nữa, đỉnh của đỉnh, ngầu của ngầu. Ôi rất đỉnh, anh sang mà đỉnh. Cảm ơn. Em ơi, cho không một ai biết được tình yêu thế nào, yeah. Cho không một ai biết được tình đến ra sao. Vì dạ, khách đằng kia muốn mời mọi người một ly ạ. Ta chỉ còn mong đến từng phút bên nhau, yeah. Cho không một ai không muốn tình yêu riêng em, yeah. Cho không một ai không biết tình là những yêu. Anh ấy nhắn với chị là gặp lại rồi, my girl. Ok anh nhắn lại tôi cảm ơn ảnh nhiều nha. Dạ. Có chừng là vì khi yêu lòng không nghĩ suy. Thôi giờ mình cứ vô đi. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba, baby you are mine. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau, baby you are mine. Và bao đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Con người ta luôn mơ đến phút ban đầu gặp mà, và anh đã luôn mơ về ngày mình đến nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh giữa phía chân trời. Sao xa con đường bên anh được quen em hả? À, gặp cũng 2 lần rồi, cũng khá là thú vị đó. Có gì thú vị đâu, bảo ba một mình, cái vẻ mời rượu gái. Chồng thế chứ uống dậy là cả. Đâu, em thấy ngon mà. Hay là anh muốn uống cái khác mà em kêu cho? Thôi, bà lo ngắm dài của bà đi, làm như là tôi không biết đấy. Anh cũng biết em là người thích cái đẹp, mà trai đẹp cũng là một phạm trù của cái đẹp rồi. Em nãy giờ ngắm có chút xíu à, còn nhiêu là em ngắm anh mà. Anh biết rồi anh còn làm lơ em chứ bộ. Ôi chừng người ta mê bà rượu nha anh. Thấy mời một đống rượu gì đắt chứ đâu có rẻ đâu. Nhung nhìn kìa, crush on kìa. Trai thì cũng đẹp, đồ hiệu đồ, xong rồi còn ngồi một cốc uống rượu mạnh nữa. Kiểu này là chắc lạnh lùng bôi. Chắc là đang chờ ai tới uống rượu chung rồi. Chắc là chờ bọn anh chứ chờ ai nữa. Thôi, được rồi, không có chọc tôi nữa. Không, em cứ làm như em đi guốc trong bụng người ta ấy. Sao cái gì em cũng biết hết trơn vậy? Thì em nói thật thôi chứ bộ. Anh phải cố gắng lên đi. Em thấy nãy giờ anh liếc con trai kia quá trời quá đất luôn. Anh có lợi thế sân nhà mà. Cố lên. Để muốn hoàn. Cho không một ai biết được tình yêu thế nào. Gì vậy? Đến lộn hả? Anh lĩnh bị sao vậy? Cho không một ai không muốn tình yêu. Thôi để tôi đi phòng. Từ từ tỉnh thôi. Trời ơi đây là ba chứ không phải là toilet nhà trường đâu mà. Thôi Vô vô cái đi. 1, 2, 3. Vô. Rồi chỉ cần nhìn thấy tay cầm tay bao ngày, nguyện mãi chẳng rời xa. Dù là ngàn bão tố phong ba, baby you are mine. Trái tim này đã trao em từ giây phút để trông thấy nhau, baby you are mine. Anh làm gì mà ngồi đây có một mình vậy hả? Xin lỗi, tôi đang ngồi chờ bạn gái. Thôi đi, em nhìn anh nãy giờ. Ai mà tới trễ như vậy thì anh bỏ người ta luôn đi. Với lại cô bé đó cũng đâu có đẹp bằng em. Và anh đã luôn mơ về ngày mình đến nhau, yeah. Và rồi em đã tới như ánh giữa phía chân trời. Rồi sang con đường bên anh mà thôi. rồi chỉ cần nhìn thấy ta cầm tay bao ngày gần mãi chẳng rời xa dù là ngàn bão tố phong ba. 'Cause baby you are mine, oh, oh. Vì trái tim này đã trao em từ giây phút mình trông thấy nhau. 'Cause baby you are mine, oh, oh. Gom mà đau thương bỏ lại một nơi khác, tay trong tay ta về lại đón yêu thương cùng nhau. Xin lỗi nha. Ê nhóc, đụng đẩy cả tao. Tôi xin lỗi không đàng hoàng mày. Tao xin lỗi rồi nha. Vậy là mày không biết tao là ai rồi. Mày là ai? Mày là ai thì liên quan gì đến tao? Ở thằng này. Cái gì? Hả? Mày vô đi mọi người. 1, 2, 3, vô. Có khi nào là anh lĩnh không? Chết rồi, sao nhanh đi, nhanh luôn. Chết, nhanh. Thôi đi mà. Thôi bình tĩnh đi mà, bình tĩnh lại. Nguyên ơi. Từ từ nói chuyện. Hả? Có gì từ từ nói nha. Tụi nó con nít, tụi anh là người lớn, đừng có chấp nhất nó. Tôi nghe nói tối nay Nguyễn sẽ tới đó. Ông Nguyễn tới kìa. Đi. Trời, chuyện gì mà đông đủ quá vậy? Dạ, em chào chú. Dạ, chú. Thôi, gia đình ta mà đi đi. Dạ, thưa chú về. Dạ. Không đứa nào thưa con luôn chú. Hả? Sao ở đâu cũng có ba hết vậy? Thì tại ba lo cho con thấy đó. Con mới hở ra có một chút à, là đã xảy ra chuyện rồi. Quang. Dạ. Nói với quản lý lôi tất cả mấy cái thằng hồi nãy gây sự với con gái của tôi vô danh sách đen hết. Dạ. Ủa? Mà hình như hồi nãy cái tụi kia là kiếm chuyện với bạn của cô chủ chứ không phải là kiếm chuyện với cổ á. Mình có tính luôn không chú? Kệ, xử hết. Còn chờ câu này của chú thôi đó. À, Khánh Toàn. Dạ, con chào chú. Con cũng tới đây chơi hả? Dạ, chào chú. Chú khỏe không ạ? Khỏe, cảm ơn con. Còn cậu, còn đứng đây làm gì? Lên sân khấu hát đi. Tôi mới vừa diễn xong mà. Làm thêm một tăng nữa. Nhớ là hát nhạc Việt á, và cái thứ nhạc Tây, nhạc U không ai nghe hiểu hết. Một lát tôi sẽ nói quản lý bồi dưỡng thêm. Hôm nay có con gái của tôi tới chơi, tôi muốn nó vui. Ba tôi hả? Để ba giới thiệu. Đây là anh Khánh Toàn, là con trai của người bạn làm ăn với ba. Sao? Đẹp trai ha. Thì ra là như vậy. Cho nên ngày hôm đó ba mới không cho người đuổi theo con đúng không? Anh Khánh Toàn là một người tốt, thì việc gì ba phải đuổi theo con. Bằng chứng là con cũng đi chơi vui vẻ mà. Tôi tưởng là tôi có một người bạn tốt. Anh làm cho tôi thất vọng quá đi. Kìa Oanh, Oanh. Con nhỏ này. Dạ. Thôi chú cháu mình chú trọng làm lời ra dạ ly nha. Dạ rồi.